Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì chỉ cần nhìn thế này là các bạn đã biết cái quả này nó là quả gì ạ. Thì hiện tại trên tay mình đang cầm chùm nho đen không hạt của Nam Phi nha. Thì hôm nay cái nho đen không hạt của Nam Phi này ở trung tâm thương mại Gâu nha, nó có giá là 119.000 một kg nha. 119.000 một kg nha.